Sư sư, con xin phép được hỏi là bước đầu cho một người là Phật tử cư sĩ khi đi công quả và có ý định sẽ tập sự xuất gia ở một ngôi chùa Phật giáo Nguyên Thủy thì mình cần và nên học những hỏi những gì để có thể thuận duyên cho con đường tu tập sau này? Có những điều mà chúng ta cần phải học. Thứ nhất, chúng ta phải học cái sự nhẫn nại, đừng có ham tu sớm. Cái gì Phật giáo phát triển á, khi mà anh vào chùa anh công quả thì anh có chí xuất gia, có khi họ giữ anh lại 3 năm 5 năm để coi cái giò cẳng mình như thế nào, coi cái tánh tình như thế nào, có phù hợp hay không. Phật giáo Nguyên Thủy thì không có đến mức lâu như vậy, nhưng ít nhất á, thì cũng không có đến mức mà 3 tháng 5 tháng anh đã đòi anh đi tu rồi, anh đã đòi anh cạo đầu đắp y rồi, thì xin thưa nó quá vội vã, trong khi anh chưa kịp học hành cái gì hết. Có rất nhiều những vị vội vã cạo đầu đắp y, chưa kịp học kinh, chưa kịp học luật, chưa kịp học cách cư xử trong tăng đoàn, thành ra một ông sư hoang dại. Tức là gì? Cạo đầu đắp y được rồi đó, không vui với cái ông thầy, ông sư phụ của mình, chưa được học cái gì hết trơn. Là đã học được cái sự bất mãn rồi, học được cái sự nhìn lỗi rồi, và thế là đi chỗ khác. Và khi đi chỗ khác như vậy đó, cũng không có chịu học hỏi gì hết, và trở thành những cái con sâu ăn hại ở trong tăng đoàn. Cho nên đừng có ham tu sớm, phải chuẩn bị cái tâm lý đó, sẵn sàng làm cư sĩ thêm một vài năm để mình học thêm được nhiều điều, học cái cách ở trong tăng đoàn một cách an lạc, học cái giới hạnh, học cái luật, học cách đi, cách đứng, cách sinh hoạt, lời ăn tiếng nói, cách cư xử với nhau. Đừng có vội xuất gia, xin nói đừng có vội xuất gia. Quý vị khi làm cư sĩ mà phụ việc chùa ở trong chùa đó, thường là quý vị giữ gìn tám giới. Mà nếu như quý vị mà giữ gìn tám giới một cách trong sạch đó ha, quý vị hoàn toàn có thể chứng đắc đạo quả như thường, chưa cần phải xuất gia làm chi. Thì tội dạ gì vậy? Đó là cái thứ nhất mình phải nhớ. Cái thứ hai, học cái tánh dễ dạy. Tức là khi mà người ta dạy cái gì á, làm ơn lắng nghe. Dù là cái người ta dạy có khi nó không có dễ nghe một chút xíu nào hết, nhưng mà mình phải tập lắng nghe, mình phải tập tiếp thu. Anh muốn phát triển lên, cây nó muốn phát triển lên, nó phải hấp thụ nước, nó phải hấp thụ phân, nó phải hấp thụ ánh sáng, nó phải hấp thụ các cái chất dinh dưỡng, và nó phải chịu để người ta cắt tỉa những cái chỗ sâu mọt. Mình cũng vậy, mình muốn mà được phát triển, mình phải biết hấp thụ những cái lời giáo huấn, những cái lời dạy. Cái người mà thường chỉ lỗi mình á, là mình phải biết quỳ, mình đảnh lễ người ta. Tập đi, phải tập quỳ đảnh lễ người ta. Những cái người mà chỉ lỗi mình á, phải biết hấp thụ những cái đó mình mới lớn lên được. Bởi vì những cái người mà cho mình những cái lời giáo huấn, những lời chỉ dạy đó, là họ đang cho mình nước, cho mình ánh sáng, cho mình phân bón. Chứ lấy cái phân nó rất là hôi thối, nó rất là khó chịu, nhưng tại sao cây nó vẫn cần? Bởi vì nó là dinh dưỡng. Người ta có mắng mình, có chửi mình, nó nặng nó nhẹ, nhưng miễn làm sao cái lời nói đó là cái lời dạy dỗ thì mình vẫn phải nghe. Đó là sự dễ dạy. Để chi vậy? Để mà cạo đi những cái dơ bẩn của mình, cạo đi những cái tánh tình của mình, cạo đi những cái gai góc của mình. Đấy. Chứ mình vô chùa mình toàn bồ đề ai không, mình ai chịu nổi. Đấy. Nên phải tập cái tánh dễ dãi. Sư thấy nhiều người không được cái này, không được cái này, nói một câu là nó cãi một câu, thôi anh giỏi quá anh tự anh tu đi, tôi không có dạy anh nữa. Vấn đề như vậy, khi mình không có sự dễ dạy là người ta không muốn dạy nữa. Giả sử như một người, sư không cần giả sử, sư đã gặp một số người cũng đến xin học đạo với sư, nhưng mà sư dạy họ không nghe, họ cứng đầu cứng cổ, họ không có nghe, không có dễ dạy, thành ra sư không muốn dạy nữa, sư lười rồi, chán rồi, không muốn dạy nữa. Ý thức được thì tự cuốn gói đi, chứ giờ tôi không muốn dạy nữa. Cho nên cái sự dễ dạy là một cái rất rất là quan trọng. Rồi một cái nữa mình phải tập thành thật.
Tức là đó, tham thì biết rõ nó có tham, sân biết rõ nó có sân, chứ đừng có cái là mình sân mình không biết, mình không biết mà mình nói tôi đâu có sân, rồi trời ơi cãi lộ mặt mày nó đỏ bừng lên vậy, không tôi không có sân, tôi không có sân, tôi không có sân, rồi tham một đống đó mình kêu không có tham. Tức là đừng có tập, mình phải tập bỏ đi cái chuyện mà mình lừa mình dối người ở đời, mình lừa người khác nhiều rồi, mình lừa bản thân mình cũng quen rồi, vào chùa làm ơn tập cái thói thành thật giùm cái đó, cái phải tập, không tập không được đấy. Rồi cái nữa phải nhớ giùm đó là tập cái từ tâm, học cái rải tâm từ đi, học tâm từ. Quý vị ở chùa mà quý vị không có tâm từ thật sự nhiều lúc mình sống không nổi đâu. Tại sao vậy? Đầu tiên á, mang danh một người học Phật tu Phật mà quý vị không có tâm từ thì quý vị học cái kiểu gì hả? Một ông thầy tu mà không có tâm từ thì làm sao mà mình tán là mình gọi là một ông thầy tu? Phải học cách rải tâm từ. Cái thứ hai, khi mà mình rải tâm từ á, mình mới nhìn người khác bằng một cái sự thông cảm, mới bớt nhìn lỗi người khác, mới thấy thôi mình tu là phước của mình họ tu được phước của người ta, bớt đi cái chuyện nhìn lỗi người, nhìn người ta biết thương, nhìn cái người mà có tu á mình biết kính biết trọng, nhìn người quên tu á mình biết thương, chứ không phải là mình vô chùa mình riết rồi mình thấy có mình tu không ai tu hết trơn, đó là cái bậy. Và anh chưa chắc anh ngon hơn ai đâu, cái lỗi của anh một đống đó đó chưa có moi ra thôi đấy. Đấy, cho nên cái vấn đề của mình là mình lo giải quyết, tập cái tâm từ để nhìn đời bằng một cặp mắt hiểu và thương. Cách nữa mà cần phải học đó, đó là gì? Học kinh tụng, làm ơn học kinh tụng đi, nhất là kinh tụng Nam Tông không có nhiều đâu, kinh tụng của các vị sư Nam Tông ở Khmer đấy họ tụng mới nhiều á, nhưng mà kinh tụng của các vị sư Nam Tông không có nhiều. Thường cái thời gian học á, thì tùy mỗi người, có người học 1 năm, có người học 2 năm, tùy, nhưng mà nó không có nhiều, xin thưa nó không có nhiều, thì ráng học đi đừng có vội ha, xin lặp lại một lần nữa đừng có vội xuất gia, học đi. Ca sĩ họ thường xuyên họ phải học bài mới họ mới ca được. Còn ông sư á, có bao nhiêu đó bài kinh là tụng tới tụng lui tụng tới tụng lui mà không chịu học á thì không ra cái gì đâu đấy, uổng lắm. Đừng có làm cái cớ để người ta chỉ trích mình. Mà ông sư Nam Tông mà không thuộc kinh tạng Nam Tông nó kỳ khôi lắm. Rồi xin thưa, tới hồi mà người ta cúng dường cho mình kêu mình chúc phúc cái kiểu gì? Ừ? Rồi tới hồi người ta kêu mình tới để mà mình làm những cái phục vụ của nhu cầu tín ngưỡng của người ta đó, rồi chư tăng đến chư tăng tụng kinh á, mình ngậm ngậm kẹo mình không biết tụng thì nó kẹt lắm. Mà xin thưa, nhất là những vị trẻ mà không thuộc á thì chỉ có lười thôi. Ráng học, ráng học. Cái tiếp theo á, là làm ơn ráng dành thời gian học Pali dụm cái. Các lớp Pali online học. Tìm tìm chỗ học Pali, những cái lớp Pali online bây giờ nhiều lắm. À, anh không tìm được là thật sự do anh không có chịu tìm thôi. Ráng học. Một vị sư Nam Tông á, mà không biết Pali á, thì nó giảm cấp ghê lắm, nó giảm cấp ghê lắm. Anh muốn người ta kính, anh muốn người ta trọng, anh muốn cái lời nói của anh có giá trị, anh phải học kinh Pali. Anh phải học Pali. Tại vì khi anh học Pali đó, những cái đoạn kinh nào khó hiểu anh có thể anh mở cái bản gốc ra để mà anh xem cái đó nó có ý nghĩa như thế nào. Hoặc anh có thể mở chú giải ra để anh nói nó như thế nào. Đấy. Và một vị tu sĩ đó thì ngại nhất là tà kiến, tức là mình nói sai sự thật. Mà để tránh cái chuyện đó thì anh phải học Pali. Khi nào Pali thì anh tiếp xúc được với cái kinh tạng gốc rễ đó, anh sẽ tránh được cái chuyện học sai, đọc sai. Chỗ nào không hiểu mình có thể mình mở ra mình coi.
ngay cả kinh tụng á, nó như thế này nè. Nếu như mà mình không biết Pali á, mà mình cứ học kinh tụng á, giả sử như là thời gian quý vị mất là một tháng trời để quý vị học, nhưng nếu như quý vị thuộc, quý vị biết Pali, tức là đọc lên mà biết nghĩa của cái bài kinh đó, có khi mình chỉ mất vài ngày là mình thuộc rồi. Cho nên là nếu như quý vị có cái nền tảng học Pali được á, thì nó sẽ giúp cho quý vị học thuộc kinh nhanh hơn. Rồi cái nữa đó, làm ơn học kinh tạng giùm cái. Tham dự những cái lớp kinh tạng online, thật sự không có nói offline chi, online thôi, cũng có nhiều lắm ha. Trường bộ, trung bộ, tăng chi, tương ưng. Học đi, học kinh tạng đi. Khi mà quý vị đã học xong một cái lớp kinh tạng đó thì kiến thức giáo lý của mình nó vững hơn rất là nhiều. Nó sẽ có hệ thống và nó sẽ vững hơn rất là nhiều. Đấy, tại là phải học kinh tạng. Và cái điều cuối cùng sư mong quý vị học á, là học luật. Phải biết giới luật, mình rành giới luật để mình giữ cho mình, chứ không phải là mình để mình soi người khác. Khi anh biết giữ cho mình á, thì anh sẽ tránh được những cái phiền não. Có những vị không có thù, không có học giới luật á, vẫn thọ giới, nhưng mà tới hồi vì đó phạm giới, đứt giới hồi nào không hay, không còn là tỳ kheo, nhưng mà vị đấy không biết. Hoặc là vị ấy làm những chuyện phạm giới mà vị ấy không biết, thành ra là không có hối lỗi. Đấy, thì cái đời tu, cái đường tu á, nó không có được an lạc. Thành ra sư mong là khi mà quý vị có được những cái chuẩn bị đó, thì cái đời sống tu hành của quý vị nó sẽ phong phú hơn nhiều lắm. Và nó phong phú tới cái mức mà thở không nổi luôn á, tức là nhiều chuyện để làm lắm. Không có rảnh đâu, xin thưa là cái cư sĩ mà vào chùa để tập tu không có rảnh đâu. Cho nên là ráng nha, có được cái chí xuất gia là tốt, và ráng có những cái sự chuẩn bị. Nhờ như vậy đó thì quý vị sẽ có cái đời tu nó phong phú, và quý vị sẽ phát triển hơn trong cái con đường đạo pháp. Rồi buổi